Sau khi mà đại hội 12 của Đảng, đặc biệt là sau các hội nghị 4, hội nghị 5, thì Đảng đã thấy được những vấn đề về trước hết là cái nguyên nhân dẫn đến những cái sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những cái biểu hiện của tư diễn biến, tư chuyển hóa, và đã định hình nó được bằng 27 cái điều đó, đúng không? Đó chính là sự định hình đấy. Thế nào là suy thoái tư tưởng chính trị, thế nào là suy thoái đạo đức lối sống, thế nào là biểu hiện của tư diễn biến, tư chuyển hóa. Đấy, như vậy là Đảng đã nhìn ra, đã phát hiện một cách tương đối là rõ hơn cái căn bệnh này. Rồi bệnh này thì thấy lâu rồi, nhưng mà trước đây thì thấy mù mơ thế thôi, nói chung chung thế thôi, chứ lần này thì được định rồi. Và đã đưa ra được cái giải pháp để mà thực hiện, để mà nhằm ngăn chặn, để mà chống lại cả cái biểu hiện này. Thế đó là một cái tiến bộ. Nhưng mà quan trọng hơn là trong quá trình tổ chức thực hiện thì đã mạnh dạn, dám biết đấu tranh, nhưng bây giờ dám đấu tranh, bây giờ biết đấu tranh, đưa ra những cái sai phạm của cán bộ đảng viên, dù đó là những cán bộ đảng viên là ủy viên trung ương, là ủy viên bộ chính trị, là trưởng tỉnh, trưởng phó vân vân, tức là như những cái đảng viên giữ cương vị cấp cao, đưa ra để làm rõ đúng sai và có biện pháp xử lý có lý có tình, hình thức kỷ luật rất là nghiêm minh nhưng cũng rất là nhân văn.